Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định An, huyện Gò Quao đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hội đã tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa có học giỏi, giúp các em có thêm niềm tin, dựng bước đến trường trong năm học mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định An, huyện Gò Quao đã vận động các mạnh thường quân đóng góp tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho các em. Qua đó, 52 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 4 điểm trường trên địa bàn xã, với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Qua cái cuộc vận động của xã thì tôi cũng ủng hộ cho xã nhà là hỗ trợ cho học sinh nghèo là 5 thẻ. Thì dưới mong muốn rằng là các em là có một cái đảm bảo về sức khỏe, rồi cho cái gia đình nó là bớt gánh nặng trong việc học tập đối với các em. Đây là những cái trường hợp rất là đặc biệt, là các em đôi khi là các em mất cha hoặc mẹ do COVID-19 thì hoàn cảnh nó rất là khó khăn, để bảo vệ mình và chia sẻ gánh nặng với địa phương thì là Hội Phụ nữ xã đứng lên kêu gọi mọi người đóng góp là bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho các em. Hiện nay số người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn xã Định An đạt gần 67%, trong đó tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt gần 36%, còn gần 2.000 học sinh chưa có điều kiện để mua bảo hiểm y tế. Sự chung tay góp sức của cộng đồng trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh nghèo đã phần nào chê bớt khó khăn, giúp các em vượt khó, nỗ lực học tập. Hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi cô thầy cô cho gì cũng cảm ơn, rồi không có thể lo cho bảo hiểm bé học vậy đó, rồi cô thầy cho gì cũng cảm ơn. Hôm nay con rất vui và hạnh phúc khi được nhận bảo hiểm y tế, và con sẽ cố gắng học tập thật tốt và không phụ lòng mọi người. Hôm nay con được nhận thẻ bảo hiểm y tế của các nhà tài trợ cho con. Con cảm thấy rất là vui vì giảm những chi phí cho gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định An cũng đã đến tận nhà trao tặng quà gồm tập sách, dụng cụ học tập, mền mùng, túi sách cho hàng trăm em học sinh nghèo trên địa bàn xã với số tiền gần 50 triệu đồng. Nhà tài trợ đã tặng con quà, sách, cặp, mùng, mũi mền và con hướng học thật giỏi. Cùng với việc chăm lo cho học sinh nghèo trong năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định An còn vận động được các mạnh thường quân nhận hỗ trợ gạo hàng tháng cho 13 phụ nữ nghèo neo đơn trên địa bàn, mỗi người 10 kg gạo một tháng. Qua đó giúp cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.